chạy nha. Đường rất là rộng, đường liên xã mà. View rất là thoáng nha. Chào cô bác và anh chị nha. Tiếp tục thì hôm nay em lại đi quay đất nha các bác. Thì lô đất này nó cách đường nhựa có tí xíu thôi các bác. Đây đường nhựa của mình ngay đây này. Từ đây mà ra tới đường nhựa thì nó mất chỉ có 150m thôi. Đó. Đây chỗ xe đi nha các bác. Xe đi khúc này, đó. Đó, chỗ mình là cách đường nhựa. Đây ô tô đi này. Cách đường nhựa liên xã này á là đi qua xã Phúc Thọ nha. Đường này đi qua xã Phúc Thọ này. Còn hướng ngược lại là xã Hoài Đức nha. Đất của mình là thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng các bác. Đó, đi theo cái vòng đường vòng này. Xe ô tô đi các bác nhá. Đây, ô tô đi này. Đó. Làn đường hai xe chạy nha. Đường rất là rộng luôn, đường liên xã mà. View rất là thoáng nha. Lô đất này thì toàn bộ là đất đỏ Ba Gian. Phía đất là nó thế dương. Cái mặt đường của mình ngay khúc dưới nhà kia. Đó, đường người ta mới ủi rồi. Rất là rộng nha, chuẩn bị là lên bê tông. Lô này thì người ta đang trồng sầu riêng như thế này. Đó. Tổng diện tích của lô này á, là 2000m2 nha. Trong đó là đã tách sổ ra là mỗi sổ là 1000m2 và họ bán 1000m2 cái giá là 500 triệu các bác nhá, có bớt lọc lá thôi. Đó. Ở đây là đường liên xã qua xã Phúc Thọ hay là qua cái điểm du lịch hồ Phúc Thọ, hồ lớn nhất trong các xã ở đây á, là chỉ mất tầm 3 cây số thôi. Một đường ngay chỗ cái nhà đi kia kìa. Đó, nó có một cái ở chỗ cây cột điện này, có cái đường bê tông là mình phóng qua là đi thẳng qua tới chỗ hồ, người ta hay gọi là hồ Phúc Thọ này, hồ Long Đỉnh này hay là hồ La Vela nha. Thì cái hồ đấy khá là nổi tiếng đấy các bác. Thì mất tầm 3 cây số thôi. Thì đất của mình nếu mà 1000m2 thì mình được hai hàng sầu riêng nha, từ tính từ mặt đường ở dưới kia chạy thẳng lên trên đây là cuối đất này. Đây cuối đất thì bên dâu này quả nhà người khác các bác. Em đang đứng ở cuối đất mà. Vị trí cao nhất luôn. Cứ dâu là của người khác. Còn sầu riêng là của mình này. Đó.
trên đỉnh này á, là mình thấy toàn bộ cái view đồi xung quanh luôn, rất là đẹp. Mà cái thế của mình là thế cao hơn đường này thì mưa gió này kia không bị đọng nước, nên là có thế đất triển từ trên cao triển xuống rất là đẹp luôn đó. Còn đằng sau của mình thì một cụm dân cư ở đằng sau là bám cái đường bê tông ngay đằng sau đất của mình ở phía bên kia kìa, thì nó là cái đường hàng quán các thứ trải rác rất là đông các bác. Từ đây mà qua đó thì mình mua hàng quán này kia, đi đường vào trong đi lên cũng được. Thế là mình đi theo cái hướng này, mình đi vòng lên trên cũng được. Đây cái ngã ba ngay trên này thôi, khúc nhà nhà này này, hàng quán rất là gần, tiện ích xung quanh mà. Thì nó mất tầm khoảng vài trăm mét thôi, 800 mét các bác. Thì 1000 mét vuông thì mình sẽ được hàng sầu riêng này, 1 cây này, 2 cây này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đâu đó tầm khoảng 15 cây các bác. Mỗi một hàng là 15 cây sầu riêng đã người ta cắm bếp như thế này đó, bếp tưới tự động hết nhá. Này cỏ mọc luôn. Các bác nào mà đủ tài chính thì mua 2 quyển sổ luôn thì là được 2000 mét vuông, giá là chỉ có 500 triệu có bớt lộc lá thôi các bác. Như hai sào bên cạnh đây, tổng diện tích của lô này á là 4000 mét vuông mà các bác. Hai sào bên cạnh đây á là đã được anh khách ở dưới Vĩnh Long là mua rồi này, mua hai lô này, tức là hai chú cháu làm cùng một công ty nhá, là chú ý lên mua một lô xong rồi chú đứa cháu lại thích quá thì lại tiếp tục mua sát vách lô của chú luôn, thì là mua hai sào đã mua cái giá là 500 triệu một sào rồi, thì bên cạnh đây là đã bán rồi, còn lại là hai sào bên này, tức là mỗi một sào đã được tách riêng ra rồi đấy, thì các bác mua một sào người ta bán một sào, mua hai sào bán luôn hai sổ nhá. Sổ thì hiện tại là tức tầm khoảng hơn một tuần nữa là sổ riêng hết rồi, sổ mới rồi. Họ đang trong quá trình tách thì chắc tầm hơn tuần nữa là có sổ sang tên luôn. Các bác nào mà thích lô này thì có thể cọc trước cho người ta một ít nhá. Như lô bên kia là mỗi một sào là họ đã cọc cho chủ đất là 250 triệu rồi các bác. Đó, thì chú mua một lô, cháu mua một lô, hai chú cháu làm cùng công ty thì lên đây mua luôn cả hai lô rồi, là mỗi lô một sào. Đường ống tưới của mình đây á thì đã cắm bếp như thế này nhá. Đây, tách ra này. Đó. Mỗi một cây sầu riêng là một cây bếp. Nữa là hiện tại là đang tưới nhờ nước nhá. Các bác mua lô này về thì mình thứ nhất đào giếng hoặc là mình khoan giếng nhá. Thứ hai nữa là mình kéo điện vào sử dụng thôi. Ở đây thì chỗ em rất là dễ có nước mà toàn là nước sạch không à. Không có nước sạch ở đây là cái nguồn nước trong sạch, không có bị nhiễm ô nhiễm phèn gì đâu các bác. Đó, chứ không phải là cái nguồn nước sạch từ nhà nước đâu. Tại vì đất ở đây còn là nông thôn mà nên là cái nguồn nước sạch họ chưa có. Ở dưới Sài Gòn thì mà nếu mà ở đây mà có nước sạch thì người dân cũng không sử dụng. Tại vì nó cũng không tốt bằng cái nước tự nhiên các bác. Đó, cái nước sạch ở như ở dưới thành phố á, thì người ta có những cái dạng thuốc là khử phèn rồi khử khuẩn nên là có cái mùi nó cũng không quen với người dân ở đây. Đa số người ta ở đây á, người dân địa phương ở đây sử dụng giếng khoan hoặc là giếng đào trong lành mát mẻ, tốt hơn là cái giếng tốt hơn là cái nguồn nước sạch của nhà nước nha. Đây là cái mặt đường của mình, họ mới chuẩn bị đổ bê tông này. Đấy, rất là rộng nhé, ô tô vào tận nơi. Đấy, đường rất là rộng, cách đường nhựa thì chỉ mất 150 mét, cách trung tâm của xã như trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì mất tầm 2 cây thôi. Như đường tỉnh lộ 725 các bác nhé, đường tỉnh lộ 725 thì đây họ cắm cái cây đây này, thì từ bên này nhá, bên này từ bên này qua tới bên kia là một lô đã bán này, từ bên này qua tới
với cái cành cọc bên này là họ cũng đã bán đấy. Đó, từ đây ở bên này là bán hết rồi, bán cho hai chú cháu ở dưới Vĩnh Long rồi, mới cách đây chưa được một tuần á. Còn từ đây qua tới giáp cà phê cái trụ bê tông kia thì vẫn còn hai lô, mỗi lô cái mặt đường được 10,5m và chạy sâu là 99,5m nha. Mỗi một lô thì được hai hàng sầu riêng tầm khoảng 15 cây một hàng này, hai hàng này. Đó, tính từ cây trụ điện này. Đó, bên này một lô 10,5m, chạy sâu là 99,5m, thế dương như thế này. Giá bán là 500 triệu. Còn lô bên cạnh đây cũng là được hai hàng sầu riêng luôn. Từ cái cọc cột điện này và tới cái cọc bên này cũng là 10,5 và chạy sâu là 99,5. Đó, được hai hàng sầu riêng luôn. Còn đằng trước họ mới cào đất rồi, họ trồng hoa hòe các thứ này, hoa cỏ lạc này, mấy cây kia phía trước các bác. Khu ở đây là khu dân cư rồi. Tây Nguyên thì nó rải rác như thế này là khá là đông dân cư các bác. Còn nếu mà đông quá thì nó không còn sự yên tĩnh, không còn vẻ đẹp của thiên nhiên nữa rồi. Còn đường này đường đi liên thông nha. Toàn bộ ở đây cái đường này là đường đi đường quy hoạch 100% phủ hồng bám đường hết. Các bác mua về thì mình nên thổ cư đâu đó tầm 12 đến 15 triệu 100m thổ cư. Các bác muốn lên 200 300m là bình thường nhá. Bám đường là quy hoạch thổ cư 100% luôn. Đó, đất thế dương. Chạy sâu là 99,5m. Họ sầu riêng đẹp như thế này hết nha các bác. Rất là đẹp mà đường xá người ta cào ra này. Rất là rộng và đẹp luôn. Chuẩn bị là lên bê tông rồi. Đó, thì các bác quan tâm đến mảnh đất này liên hệ qua cho em nha. Đất mình đây là thuộc xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Đất mình đây là thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Cách trường cấp 3, trường cấp 2, trường cấp 1 hay là trung tâm xã hay là tỉnh lộ 725 á, là 2,2 cây các bác. Đường liên thông như thế này hết luôn. Cách đường nhựa 150m thôi các bác. Đó, toàn bộ thế dương nha. Thế dương rất là đẹp, view rất là đẹp luôn. Làm đường đi lên cuối đường, làm nhà trên đỉnh. Tuyệt vời. Rồi, em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha. Em ra tới đường nhựa đây, đường nhựa liên xã nhá, đường hai làn xe đi thoải mái này, qua tới Phúc Thọ, Oai Hồ, Phúc Thọ đây. Đó, thì đây là cái đám đất đi đường vào đất của mình, họ mới cào đất này, rất là đẹp, rất là rộng nha. Đất của mình thì những cái cây sầu riêng đây các bác. Đó, cách khoảng 150m thôi là đi vào tới đất của mình. Đường liên thông toàn bộ nha. Đó, cái hướng này sẽ ra tới trung tâm của xã Hoài Đức này, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Hướng ngược lại đi qua xã Phúc Thọ. Đường điện mình kéo vào những wifi đầy đủ đây. Đường điện nhà nước nha. Kéo vào là sử dụng thôi.